cạn ly. Có đủ no chưa vậy? Không đủ, cứ gọi thêm nha. Cảm ơn đại tiểu thư. À, đại tiểu thư à, thực ra hôm nay có chuyện gì mà cô lại dẫn chúng tôi tới một nhà hàng cao cấp để ăn vậy hả? Mary Hùng, lúc nãy cô cũng có đi họp mà. Bộ cô không thấy đại tiểu thư rất oai phong sao? Bản kế hoạch của cô đã được ông Long lớn chọn, đã thắng mét rồi đó. Long lực sĩ đó đúng là vô dụng. Lúc nãy khi trình bày bản kế hoạch còn đọc sai cả tên tiếng Anh của tập đoàn chúng ta. Đáng đời nó bị ba chửi, kêu nó phải về học hỏi thêm. Việc anh Long không giỏi bằng với đại tiểu thư thì ai cũng biết mà. Cũng là đại tiểu thư giỏi giang, lần nào đi họp cũng gọi cô Mary đi cùng, khiến anh Long nhỏ loạn hết cả lên, làm gì cũng sai hết. Thì cũng nhờ vị trí của Hùng Nhật Thủy trong lòng mét đủ lớn tôi mới thành công được chứ. Phải rồi Nhật Thủy, không có tâm trạng ăn uống hả? Hay cô không thích tôi nhắc tới lòng lực sĩ trước mặt cô? À, không có đâu đại tiểu thư à. Khi nãy tôi thấy cô mắng anh mét, tôi cũng thấy vui lắm đó. Chỉ là tôi có chút lo lắng chịu khoản dự chi cho tầm bảo đồ sắp tới có được duyệt hay không, nên có chút không được ngon miệng đó mà. Cô theo phe tôi lại có năng lực, sao tôi lại có thể để cô ăn không ngon ngủ không yên chứ? Khoản dự chi mai đưa cho tôi ký duyệt cho. Cảm ơn đại tiểu thư. Có thích ăn nước dừa hầm tổ yến không? Chỗ này ngon lắm đó, kêu cho cô một phần nha. Cảm ơn đại tiểu thư. Cảm ơn. Không có gì. Ăn liền cho nóng đi Nhật Thủy. Trời, nước dừa hầm tổ yến chỗ này sao bán đắt quá vậy ha? Chỉ còn đúng có 2 chén thôi. Cô lo ăn đi, nó nhiều quá. Úp, Linda, sao trùng hợp vậy? Thì ra cô cũng mua cái váy Chanel này hả? Ờ ha. Cô bán hàng đối cả Hồng Kông có một cái thôi mà, sao cô cũng mua được vậy? Hàng nhái hả? Tuần trước tôi với bạn trai có bay qua Paris, sẵn mua ở bên cửa hàng bên đó đó. Tôi còn mua luôn mẫu mới nhất của mùa tiếp theo về đây. Cô biết đó, cửa hàng ở Hồng Kông cũng chưa chắc có đâu. Vậy sao? À, tôi có hẹn ăn trưa rồi. Xin lỗi nha, tôi đi trước. Thứ nhà giàu mà bị cận thị nặng, đi tới tận đây mới thấy là bị đụng hàng. Với lại cái cô đó hả? Khi mặc lên lại không đẹp giống như đại tiểu thư đây mặc nữa. Chỉ cần nhìn đôi giày fillet kim mua của cô ta cũng đủ biết là hàng lỗi thời. Đại tiểu thư đây thì khác, ăn mặc vừa thời trang vừa tân thời nữa. Đại tiểu thư, cũ sao vậy? Cô nói bậy rồi. Tôi nói bậy hả? Mà câu nào mới được? Tôi khen đại tiểu thư ăn mặc thời trang mà. Chê cái cô giả thượng lưu, nói cổ lỗi thời, nhìn đôi giày là biết mà. Thì chính là câu đó đó. Đôi fillet kim mua của giả thượng lưu, đại tiểu thư muốn mua lắm. Nhưng vì cái cô đó giật mua trước, đại tiểu thư không mua được nên cổ giận lắm đó. Trời đất ơi, sao không nói sớm? Chết rồi. Bữa ăn này ai trả tiền để cái ly bị bể nãy đền? Tất nhiên là cô rồi, chẳng lẽ tôi trả? Coi bộ để tránh trường hợp bị cô giả lây, tới lúc phải chỉ cô vài chiêu rồi. Hả? Quy tắc đầu tiên khi làm việc với đại tiểu thư, mỗi sáng thức dậy không phải đánh răng rửa mặt mà coi tin tức chấn động. Hả? Ý cô là phải coi hết các tin tức giải trí, tin người nổi tiếng để coi có tin nào sẽ làm đại tiểu thư kích động hay không? Chính xác. Gần đây đại tiểu thư ghét nhất là giả thượng lưu, nên cổ chính là đối tượng chúng ta phải chú ý đầu tiên. Nếu nói như cô, những tin về người yêu cũ, kẻ thù của đại tiểu thư tôi cũng phải coi hết luôn hả? Chính xác. Nếu tự dưng họ có xảy ra chuyện vui gì thì đều ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tâm lý của đại tiểu thư. Ngoài ra, còn mấy chiêu này cô nhất định phải biết để phòng thân, chính là nhìn, ngửi, hỏi, chạy. Nhìn, ngửi, hỏi, cắt. Khám bác sĩ ha. Chiêu đầu tiên, nhìn. Mỗi sáng khi gặp đại tiểu thư thì phải nhìn từ đầu cho tới chân. Chào buổi sáng đại tiểu thư. Tâm trạng của đại tiểu thư như thế nào? Chỉ cần nhìn trang phục là biết. Tháo kính đen tức là tự tin vào gương mặt mình, không tháo tức là bị thiếu ngủ. Áo, mặc trang phục hết mốt tức là không có hẹn hò, là lúc âm thịnh dương suy. Còn giày, nếu là giày cao gót có gót khá cao, tình trạng vẫn còn khá ổn. Nếu cổ mang giày đế bằng thì chắc chắn ai tới gần cổ đều chỉ khóc con đường chết thôi. Chào anh. Bộ nước hoa của tôi hôi lắm hả? Dạ không có. Chiêu thứ hai, ngửi, nước hoa thoang thoảng tức là tràn đầy tự tin. Nếu quá nồng, hôm nay nhớ phải cẩn thận hơn nha.
Sao áo của anh hôm nay nhăn vậy? Hả? Đi thay liền, ảnh hưởng hình ảnh công ty. Dạ đại tiểu thư. Đôi khi người ta không làm gì hết, chỉ chào buổi sáng thôi, cũng có thể bị đại tiểu thư chửi một trận nên thân. Cho nên chiêu thứ ba, hỏi chào buổi sáng đại tiểu thư. Quan sát phản ứng của đại tiểu thư khi người khác chào. Nhìn ngửi hỏi. Vậy còn cắt là sao? Là chạy chứ không phải cắt. Khi thấy đại tiểu thư sắp nổi điên lên thì phải chạy ngay luôn và lập tức giảm thiểu cơ hội bị cổ chửi. Đại tiểu thư, cô lên trước nha, tôi mua đồ ăn sáng cho cô. Nè, ai đứng gần bảng số vậy? Sao không đóng cửa hả? Đứng mờ mộng gì đó? Đừng làm mất thời gian của tôi, thời gian của tôi quý giá lắm. Wow, mới nghe thấy đã hết hồn rồi. Hầu sếp như hầu cọp vậy, còn rất nhiều thứ cho cô từ từ học. Còn bây giờ tới lúc tôi phải đi đón đại tiểu thư, nhìn ngửi hỏi chạy rồi, cô từ từ suy ngẫm đi. Nè Lâm Mỹ Hương, hôm nay nhìn ngửi hỏi chạy thế nào hả? Cũng tạm ổn đó. Vậy chắc giờ tôi đem hồ sơ vào cho đại tiểu thư ký chắc cũng ok ha? Không được đâu. Sao vậy? Cô tan ca rồi. Hả? Mới 11 giờ thôi, tan ca sớm vậy? Thì cô là sếp mà, cô thích khi nào tan ca thì khi đó tan ca thôi, có gì lạ đâu chứ. Vậy tính sao bây giờ? Bản chữ chi này cần cổ ký gấp. Hôm qua lúc ăn cơm cổ đã hứa với tôi rồi mà, đúng không? Cô cũng nghe thấy mà. Tôi biết, nhưng cổ thực sự không có ở đây, tôi cũng hết cách thôi. Cô có mà. Cô kêu thư ký riêng như tôi đưa hồ sơ giùm cô, một ly cà phê là không đủ đâu. Tôi mời cô ăn cơm, nhưng mà phải ký mang về trong vòng hôm nay. Ừ, đưa tôi đi. Alo, phải. À, vậy tôi qua đó liền. Mary, xin lỗi nha, thư ký của ông Long lớn IC hôm nay bị bệnh, tôi phải qua đó phụ rồi. Lần này tôi không giúp được cô rồi. Hả? Vậy tôi phải làm sao? Chỉ còn cách cô tự đem đi cho đại tiểu thư ký thôi. Vậy cũng được, nhưng mà đại tiểu thư đang ở đâu mới được? Đại tiểu thư đang làm spa ở thẩm mỹ viện lần trước chúng ta đã đi đó. Cô tới đó, bỏ bộ hồ sơ kế bên dĩa trái cây là được rồi. Dĩa trái cây? Đúng rồi, nhân viên ở đó thân với đại tiểu thư lắm. Mỗi lần tới đó họ đều tặng cho đại tiểu thư một dĩa trái cây. Dĩa trái cây đó sẽ để ở trước cửa phòng. Cô để bộ hồ sơ ở trước cửa phòng kế bên dĩa trái cây. Nhân viên nhìn thấy hồ sơ có logo của Bách Quá Quy Long thì sẽ đem vô phòng cho đại tiểu thư ký thôi. Cô nhớ nha, cho dù có chuyện gì cũng không được vô phòng đó. Sao nói là có dĩa trái cây mà làm gì có? Long tiểu thư à, cô từ từ tắm nha, lát nữa tôi quay lại. Được thôi. Xin lỗi. Alo, vậy hả? Anh tìm tôi à? Răng giả? Ai đó? À! Ai mới vô đây vậy? Lâm tiểu thư, có chuyện gì vậy? Nói cho tôi cặp mắt kính. Ờ, thì ra bộ răng giả của khách trước để quên ở đây. Ở đây nè. Hồi nãy là ai ở đây vậy? Tôi không biết. Hồ sơ này có ở đây từ lúc nào? Hồi nãy cũng đâu có. Có phải người đó để lại cho cô không? Nè, không phải chứ. Tôi đã dặn cô để bộ hồ sơ trước cửa phòng, đừng vô trong phòng làm phiền tới đại tiểu thư mà. Thì tôi đi tới đó, vỏ trái cây đã nằm trong phòng rồi mà. Tôi chỉ định để lại hồ sơ rồi đi thôi. Ai ngờ đúng lúc đại tiểu thư gặp phải. Nè, tôi nhìn thấy mặt mộc của đại tiểu thư, tôi cũng giật mình tới hoảng hồn luôn, lập tức chạy về đây đó. Cô không phải chứ, cô nói cô nhìn thấy mặt mộc của đại tiểu thư hả? Trời ơi, cổ để bụng nhất là người ta nhìn thấy mặt mộc của cổ. Rồi cổ như thế nào? Cũng may là cổ không có đeo cặp kính cận thị ngàn độ đó, chắc không nhận ra là tôi. Nhưng mà gì nha, ngoài việc tôi có nhìn thấy mặt mộc của cổ, tôi còn thấy bộ răng giả của cổ nữa. Cô nói đại tiểu thư đeo răng giả? Trời, sao cô phản ứng vậy chứ? Cô đừng nói tôi biết là tôi đã biết một bí mật mà ngay cả cô cũng không biết nha. Chết rồi. Chết cái gì? Đại tiểu thư. Nói đi, rốt cuộc là ai đã vô phòng lúc tôi đang làm spa? Tôi biết nhất định là một trong số hai cô thôi. Đại tiểu thư à, thật ra tại sao nhất định phải là hai người chúng tôi, cũng có thể là người khác. Tôi không có đeo kính, nhưng không phải tôi mù. Thân hình của cô gái đó ốm ốm cao cao, rõ ràng giống tới 90% phong cách của hai cô. Biết tôi đang làm spa, có Mandy cô, nhưng bộ hồ sơ đó là của Tầm Bảo Đồ.
tức là Mariko. Một trong hai cô ai đã làm, mau nhận đi. Không lên tiếng đúng không? Lúc đó rõ ràng tôi nghe thấy có người la lên răng giả. Sau đó nhìn thấy gương mặt không trang điểm của tôi thì hết hồn la. Hai người các cô cùng la lên cho tôi: răng giả. Trực giác của tôi mạnh lắm, tuyệt đối đừng nghĩ gạt được tôi. La đi: răng giả. Thật là tức chết mà. Cố tình hạ thấp giọng xuống để chơi tôi đúng không? Đâu có đâu đại tiểu thư, giọng chúng tôi trước giờ đều như vậy mà. Được thôi, để tôi nhéo cô, coi tới lúc cô đau rồi có phải la như vậy không? Đau quá đi. Đại tiểu thư, tôi đã nói là vậy rồi mà. Hai người các cô không nhận chứ gì. Được, phạt chung đi. Đừng mà đại tiểu thư. Hai người cũng biết những người đắc tội với tôi sẽ nhận kết quả thê thảm ra sao mà. Đại tiểu thư là thật ra là tôi làm. Tôi xin lỗi đại tiểu thư, hồi nãy là tôi đã vô phòng cô. Tôi còn nhớ trước đây đại tiểu thư đã từng dạy tôi bất cứ ai cũng không được vô căn phòng đó. Nhưng mà hồi nãy tôi nhất thời quên mất, tôi đã vô đó, tôi xin lỗi. Tôi sợ chết nên không dám nhận. Nhưng mà tiếng la lúc đó không phải vì tôi nhìn thấy mặt mộc của đại tiểu thư mà cảm thấy kinh ngạc. Tôi cảm thấy bất ngờ. So với 8 năm trước tôi nhìn thấy mặt mộc của đại tiểu thư, mức độ bất ngờ là như nhau. Gương mặt không trang điểm của tôi có gặp ai được không? Tôi là người hiểu rõ nhất. Nhưng mà nếu đó là Mendico, vậy thì thôi đi. 8 năm trước cô đã thấy mặt mộc của tôi. Tôi bây giờ và tôi của 8 năm trước không khác gì nhiều đâu. Tôi tha cho cô. Cảm ơn đại tiểu thư. Nhưng tôi tha cho cô không có nghĩa là không phạt cô. Tất cả những người thấy mặt mộc của tôi đều phải lóc da, xéo thịt người đó. Bò Úc giá đặc biệt đây, mau tới mua đi, mua đi. Tới ăn thử đi, bò Úc giảm giá đặc biệt đây. Thì ra đại tiểu thư nói lóc da xẻo thịt là nói miếng thịt bò. Tôi sợ muốn chết luôn, không biết đại tiểu thư lại bày trò gì để hành hạ cô nữa đây. Đại tiểu thư thực tình rất là rảnh, cổ suốt ngày nghĩ ra trò mới để hành hạ tôi. Cô biết tôi sợ dầu bắn nhất thì sắp xếp tôi tới đây chiên bít tết, dầu bắn hết lên tay với mặt của tôi, nổi mụn luôn rồi nè. Cô nhìn đi, nổi tới hết 3 cục đó. Mấy cục mụn này sẽ mau hết thôi. Cô cũng vậy nữa, cô thừa biết đại tiểu thư sẽ chỉ trích cô nhưng mà còn đỡ giùm tôi. Nếu như cô nhận thì không chỉ tới đây chiên bít tết đơn giản vậy đâu. Hôm qua cô không nhìn thấy sao? Lúc cổ vừa biết là tôi thấy mặt mộc của cổ mà không phải là cô, lập tức thở phào một cái sao? Vì nếu tôi thấy thì một lần hai lần cũng vậy thôi. Lần đầu tiên cô thấy thì chết chắc đó. Tôi nhớ lại 8 năm trước, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt mộc của cổ. Tôi biết rồi, tối qua tôi cũng thấy ác mộng. Chỉ cần tôi bán hết mấy miếng bít tết này, đại tiểu thư biết được tôi biết hối lỗi sẽ nhanh điều tôi lên đó lại thôi. Bán hết mớ bò này mới được lên đó lại hả? Vậy thì tha hồ. Tôi có cách rồi. Trời ơi, miếng thịt bò này nhìn thôi cũng thấy mọng nước rồi nha. Đang giảm giá hả? Trời ơi, 200 đô được 2 miếng. Đã vậy, bình thường tôi hay mua 500 đô lận đó nha. À cô ơi, cô đúng là biết mua hàng mà. Loại bò Úc này bình thường ít khi giảm giá lắm. Chỉ có ưu đãi ngày hôm nay mới có thôi. Không mua là tiếc lắm đó. Wow, đáng mua vậy hả? Cho tôi 2 hộp đi. Có phải là đáng mua thật không? Cho tôi ăn thử đi. À được. Vừa nhìn thôi đã thấy mọng nước rồi. Mà ăn thử đi. Đây thử đi. Đúng là đậm vị thịt lắm. Trời ơi, một hộp 500 đô lận đó. Trời, thịt bò cao cấp như vậy tất nhiên rồi, đáng lắm đó. Tôi lấy 2 hộp. Tôi cũng lấy. Xin cảm ơn, cảm ơn. Còn 2 hộp của tôi. À trời, xíu chút nữa quên mất. Cảm ơn nha. Ê, Mandy. Ê, Andy. À, tôi biết cô bị đại tiểu thư đẩy xuống đây, cố tình tới thăm cô đó. Mà nếu tôi mua bít tết của cô có được khuyến mãi hay không? Giờ đã là giá ưu đãi rồi đó. Nè, nếu là ngon thì mua thêm mấy hộp giúp cho cô. Lấy miếng này thử coi. Andy, anh
đã ăn hết mấy miếng thịt bò nguyên luôn rồi, còn chưa hài lòng hả? Cũng tạm được đó, no thì no thật đó. Vậy anh mua mấy hộp? Ăn no rồi mà, hôm nay không có mua nữa, ngày mai tôi tới vậy, ngày mai mua, sẽ tươi hơn mà, ráng lên nha. Anh ta đến từ hành tinh nào vậy? Đồng nghiệp cô hả? Cảm ơn. Cậu Hào, chào buổi sáng. Chị Mary, lấy hai phần xúc xích si tình chung thủy ăn sáng đi, hai ly cà phê nóng nữa. Xúc xích bán hết rồi, còn có một phần thôi, phần còn lại để bít tết được không gì? Hả? Ngoài bít tết ra còn có gì khác ăn không? Mấy ngày nay chúng tôi ăn nhiều thịt bò lắm rồi, đúng ra không có ăn thịt bò nữa đâu. Hết cách rồi, thịt heo với cá cũng hết luôn, chỉ còn bít tết thôi. Nếu như hai người không ăn thì quỷ đơn vậy. Vậy không được, bữa sáng thì dù sao cũng phải ăn. Hay là vậy đi, quan xúc xích tôi ăn bít tết vậy hả? Mấy ngày nay cô đứng ở siêu thị kéo khách giúp tôi đã ăn hết cả thùng thịt bò rồi đó, bây giờ còn ăn. Thì hôm nay là ăn mừng cô thoát khỏi cảnh ngục tù mà. Khó khăn lắm mới được theo lại đại tiểu thư làm thư ký đó, sao cũng phải ăn ngon chứ. Vậy lát nữa tôi cho cô nửa cây xúc xích khách sáo vậy. Ý, sao vậy? Hôm nay hai người bị sốt hả? Nói gì hả? Bình thường như nước với lửa, hôm nay thân thiết quá vậy. Liên quan gì tới anh chứ nhiều chuyện. Xuống đơn đi. Phải rồi, mấy ngày nay tôi không ở công ty, tâm trạng của đại tiểu thư thế nào? Cũng vậy thôi nè. Nhưng hôm nay tôi thám thính được hôm nay cô sẽ đi làm salon tóc. Vậy tức là tối nay cô có hẹn. Vậy tức là tâm trạng sẽ không tệ lắm đâu. Cô chọn hôm nay trở về đây chắc chắn là không chọn nhầm rồi. Yes. Hả? Không phải chứ. Giả thượng lưu được một nhiếp ảnh gia nước ngoài bầu chọn là top 10 nữ thượng lưu đẹp nhất toàn Hồng Kông đó. Không phải chứ, nhan sắc cũng như vậy mà có thể vào top 10 hả? Bản xếp hàng cô bỏ tiền ra mua sao? Có thể mua thì sao chứ, đại tiểu thư không có mua mà. Chớ rồi, đại tiểu thư mà biết mình thua cho giả thượng lưu đó, còn không lọt top 10 nhất định sẽ giận dữ lắm. Nè Lâm Mỹ Hương, lần này tuần báo thực sự có đăng bài báo đó, đại tiểu thư có coi chưa? Cả cô cũng coi rồi, sao đại tiểu thư chưa coi được chứ? Chớ rồi, hôm nay tâm trạng đại tiểu thư kém lắm đó. Cô nhất định sẽ tìm người trút giận đó. Vậy ngoài tôi ra thì cô nói còn ai nữa chứ? Tôi đó, tôi đúng lúc có tài liệu cần đem cho đại tiểu thư ký. Để tôi vào đó cho cô ấy chửi xong thì chắc cổ sẽ không còn sức chửi cô đâu. Nè, cô điên rồi sao? Tất nhiên để tôi vào để cổ trút giận xong cái đã. 5 phút nữa cô mới đem vào cho cổ ký đi. Thôi mà, cô mới về đây ngày đầu thôi. Để tôi vào cho. Để tôi trước. Chiến xong biết tết rồi hả? Còn định tối nay tìm cô ăn thử nữa nè. Anh còn dám ra nói nữa hả? Mặt anh đúng là dày hơn miếng thịt bò luôn đó. Thì giống như miếng thịt bò vậy, vậy một chút thì sẽ ngon hơn mà. Vào lại đệ chính đi. Thật ra bộ phận chúng tôi có phần tài liệu cần đưa đại tiểu thư xem qua. Mà không biết hôm nay tâm trạng đại tiểu thư như thế nào hả? Hôm nay tâm trạng đại tiểu thư rất là tốt luôn đó. Vậy để tôi tự đi được rồi. Ủa, Andy có phải làm rơi cây viết không? Gì chứ, tôi làm gì cũng mang theo viết. À, có phải của cô không? Phải đó, cảm ơn Andy. Anh mau đem vào trong cho đại tiểu thư ký đi. Mời vào. Ai cho anh vào đây vậy hả? Còn đem luôn cuốn tuần báo vào, dẫn về quê tôi sao? Tôi xin lỗi, cuốn tạp chí không phải của tôi đâu mà. Đáng đời lắm, ăn nhiều thịt bò như vậy. Cô đúng là hay thật đó. Hay quá. Sầu riêng Thái Lan đại hạ giá, không mua cũng qua xem thử đi. Sầu riêng Thái Lan đại hạ giá, không mua cũng qua xem thử đi. Ôi, hình như anh ta thảm lắm thì phải. Bị đại tiểu thư điều xuống bộ phận siêu thị 2 ngày, cũng chỉ bán được mấy trái sầu riêng thôi. Còn nhiều thùng hàng như vậy không biết bán tới chừng nào nữa đi. Có bán hết cũng đâu chắc được vào phòng hành chính đâu. Bán không hết đó, thì càng đừng có mong đó. Không lẽ chúng ta đã phá hoại tiền đồ rộng lớn của một đồng nghiệp như vậy sao? Cho tôi trái sầu riêng đi. Mandy, cô hại tôi thê thảm thiệt đó. Còn nói hôm đó tâm trạng đại tiểu thư tốt, làm tôi vừa mới vào thôi đã bị cô mắng xối xả rồi. Cô có biết coi sắc mặt cấp trên không vậy? Xin lỗi nha, tôi cũng không biết sẽ trở nên như vậy đâu. Còn không biết ai giở trò kẹp cuốn tạp chí trong tài liệu của tôi, hại tôi thảm hơn nữa. Chuyện qua rồi, thôi đừng nhắc lại nữa ha. Tôi cũng lấy 2 trái sầu riêng. 2 trái hả? 2 thùng thì đúng hơn á. Đồng nghiệp với nhau mà. Hả? Tôi ăn không hết đâu. Trái thơm bán sao vậy? Bà ơi, là sầu riêng đó. Sầu riêng hả? Vậy tôi không có mua. Vậy thì không được, sầu riêng hôm nay ngon dữ lắm. Ăn thử trước đi, bảo đảm thích cho coi.
Tôi không muốn thử. Ý, ăn thử đi mà, ngon lắm luôn đó. Tôi không muốn thử nè, đâu. Nè, kêu bà thử thì cứ thử đi. Tôi không nè, muốn. Ăn thử đi mà, đúng không? Đó, ngon lắm đúng vậy không? Tôi không thích mùi vị của nó, tôi không lấy đâu. Không phải chứ, khui ra rồi mà không chịu mua. Vậy cũng được sao? Bà đã đi vào siêu thị, không phải không biết quy định chứ. Trái sầu riêng mở rồi á, tất nhiên phải mua chứ, bà còn ăn thử rồi. Sao anh xấu xa vậy hả, ăn hiếp bà cụ? Thì đó bà, đừng có sợ, đừng mua, mình đi thôi. Chúng ta đi mua thơm đi bà. Nè, mấy người phá đám tôi đó hả? Bà ơi, thơm mà bà muốn mua ở bên đó đó. Vậy hả, vậy được rồi, bà qua bên đó nha. Bye bye. Uổng công lúc nãy tôi còn thấy hơi có lỗi với anh ta. Bây giờ không cần rồi, vậy sau này có quà biết đổ cho ai rồi.